Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về dự hội nghị sinh hoạt thường kỳ với chi bộ thôn Nhạn Tháp. Huyện Phù Cừ ước thu 150 tỷ đồng từ trồng vải. Xã Hàm Tử, huyện Khoai Châu khó khăn trong xử lý đất trái thẩm quyền. Huyện Tiên Lữ còn 10 điểm vi phạm công trình thủy lợi. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè và các công trình phúc lợi trên địa bàn thành phố Hưng Yên gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 6, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị sinh hoạt thường kỳ với chi bộ thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Phát biểu tại hội nghị sinh hoạt chi bộ, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đã thông báo với các đảng viên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận và đánh giá công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi bộ thôn Nhạn Tháp đảm bảo đúng quy định. Chi bộ đã xây dựng nghị quyết sát với thực tế, các đảng viên phát huy dân chủ, tích cực đóng góp những ý kiến sát thực, có ý thức xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Đồng chí nhấn mạnh, chi bộ khi triển khai thực hiện chủ trương, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, yêu cầu thực hiện công khai, dân chủ và khách quan. Việc sắp xếp lại cán bộ bán chuyên trách của thôn, chi bộ phải tích cực tuyên truyền để cán bộ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng thương hiệu hoa cây cảnh, tiến tới phát triển hình thức du lịch nông trại, làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn, duy trì và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần cùng với xã tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ đảng viên trẻ, đồng thời kiên quyết cho ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm. Cấp ủy và các đảng viên cần phát huy tính tiền phong, gương mẫu là hạt nhân thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã về dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Kệ Châu 2, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Chi bộ thôn Kệ Châu 2 hiện có 56 đảng viên sinh hoạt, trong đó đảng viên cao tuổi nhất là 89 tuổi, trẻ tuổi nhất là 21 tuổi. Trên cơ sở đánh giá những kết quả tích cực, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã thẳng thắn làm rõ những tồn tại vướng mắc đã và đang tồn tại ở địa phương. Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao việc tổ chức sinh hoạt của chi bộ khá bài bản, đúng trọng tâm, trọng điểm, tinh thần dân chủ công khai, tính chiến đấu cao trong sinh hoạt chi bộ của các đồng chí đảng viên được phát huy. Qua đó, làm cho công tác sinh hoạt chi bộ thực chất và hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, thời gian tới chi bộ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa tinh thần dân chủ trong Đảng, lựa chọn chuyên đề sinh hoạt đúng, trúng những vấn đề quan trọng, mấu chốt, nổi cộm mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng chí cũng đưa ra một vài gợi ý về công tác quy hoạch tổ chức sản xuất trên địa bàn xã và thôn, yêu cầu các đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết trong chi bộ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của người dân, qua đó triển khai nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Ngày 6 tháng 6 tại nhà văn hóa huyện Văn Lâm, Huyện ủy Văn Lâm tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm đã triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua triển khai sinh hoạt học tập chuyên đề, đảng viên đã nhận thức và vận dụng tốt về các mặt đạo đức, lối sống của bản thân, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động, triển khai sâu rộng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị, địa phương, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Tại hội nghị, 21 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm tuyên dương, khen thưởng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 5 tháng đầu năm 2019, công tác thu hút dự án và đầu tư phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết quả khá, có thêm nhiều dự án mới và đầu tư, cũng như doanh nghiệp mới được thành lập đi vào hoạt động.
toàn tỉnh thu hút thêm 60 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 307 triệu đô la Mỹ. Kết quả này đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.894 dự án trong nước và nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 10,1 tỷ đô la Mỹ. Qua hơn 5 tháng đầu năm 2019, có thêm 25 dự án đi vào hoạt động, đưa tổng số dự án đi vào hoạt động lên 1.044 dự án, tạo việc làm mới cho trên 2.700 lao động. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới doanh nghiệp hoạt động trở lại cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2018, từ 10 đến 20%, với 630 doanh nghiệp thành lập mới và 130 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Hiện nay, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Ân Thi tạo việc làm mới cho trên 3.100 lao động trên năm, với mức thu nhập trung bình 7 triệu đồng một người trên tháng. Bên cạnh các doanh nghiệp đã hoạt động từ lâu, hiện nay huyện Ân Thi quy hoạch 4 cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ, cụm công nghiệp Văn Nhuệ, cụm công nghiệp Quang Vinh, Vân Du và cụm công nghiệp Phù Ủng với tổng diện tích gần 150 ha. Trong đó, cụm công nghiệp Quang Vinh, Vân Du với khoảng 10 dự án đầu tư đã đi vào sản xuất, góp phần không nhỏ về giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhất là lao động tại địa phương và vùng lân cận. Song song với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh bao bì, thực phẩm, điện tử thì may mặc là ngành thu hút được nhiều lao động tại Ân Thi, bởi đây là lĩnh vực có mức thu nhập ổn định, trung bình từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ đãi ngộ khác được các doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện, vì vậy công nhân lao động gắn bó với công ty và yên tâm sản xuất. Năm 2019, sản lượng vải của huyện Phù Cừ giảm khoảng 30% so với năm trước. Tuy nhiên do được giá nên toàn huyện vẫn ước thu 150 tỷ đồng từ trồng vải. Năm nay, huyện Phù Cừ có 550 ha vải cho thu hoạch trên tổng diện tích là 800 ha, gồm các giống vải Lai U tập trung ở hai xã Tam Đa, Minh Tiến và vải trứng tập trung ở xã Phan Sầu Nam. Các diện tích vải cho thu hoạch từ giữa tháng 5 dương lịch đến nay, toàn huyện đã thu hoạch xong ước đạt gần 7.500 tấn vải Lai U và gần 20 tấn vải trứng. Mức giá bán trung bình của vải Lai U là 20.000 đồng một kg, vải trứng là 60.000 đồng một kg. Toàn huyện ước thu 150 tỷ đồng từ trồng vải. So với vải U, vải trứng có nhiều điểm ưu việt như khi chín quả to, tròn, mẫu mã đẹp, ngọt đượm và vẫn nguyên màu sắc, hương vị khi để ngoài tự nhiên từ 3 đến 4 ngày sau khi thu hoạch. Tuy vậy, sản lượng vải trứng còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng. Vì vậy, hiện nay cây vải trứng được xem là một định hướng ưu tiên trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Phù Cừ. Thời điểm này, người trồng vải bắt đầu tiến hành tỉa cành, hạ tán và bón phân phục hồi phát triển bộ rễ và lá. Vốn là hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, năm 2010, anh Nguyễn Minh Đức ở thôn 4 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã mạnh dạn đầu tư sản xuất và kinh doanh hoa cây cảnh. Đến nay mô hình đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng trên năm, giúp gia đình anh Đức vươn lên trở thành hộ có điều kiện kinh tế khá giả tại địa phương. Không nản lòng khuất phục trước những khó khăn khi khởi nghiệp, anh Đức luôn kiên trì học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất hoa trong nhà lưới, nhà kính, tưới nước bán tự động nên hiệu quả đạt được rất khả quan. Bên cạnh các giống hoa nội địa, anh Đức đầu tư các giống hoa chất lượng cao được nhập từ nước ngoài nên mô hình rộng 4 mẫu của gia đình có đa dạng các loại hoa cây cảnh để khách hàng lựa chọn. Hiện nay, anh Đức cung cấp ra thị trường chủ yếu là các loại cây thảm, hoa sen, đồng tiền, cúc Indo, hồng các loại và một số giống cây ăn quả. Tùy thuộc vào mỗi loại cây sẽ có giá bán từ vài nghìn đồng đến gần chục triệu đồng một chậu. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình anh có lãi 500 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh miền Bắc, không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, anh Đức còn tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập khoảng 6 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng chục nghìn mét vuông đất giao trái thẩm quyền không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận. Điều này không chỉ gây bức xúc cho người dân và cũng là nguyên nhân làm chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận ở các địa phương. Đây cũng là thực tế đang tồn tại ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, phản ánh tại xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Năm 1994, ông Nguyễn Văn Chụt ở đội 6, thôn An Cảnh mua 400 mét vuông đất ở của thôn với số tiền là 4 triệu đồng. Trong phiếu thu tiền ông còn giữ ghi rõ là mua đất thổ cư, nhưng do thôn là cấp đứng lên thu nên không có dấu đóng tại phiếu. Khi đi hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận thì được cơ quan chức năng cho biết, để được cấp giấy chứng nhận, ông phải nộp thêm khoảng 400 triệu đồng. Chúng tôi mua bằng tiền, nộp tiền mặt. Thế mà bây giờ là mà lại bảo chúng tôi là nếu cấp thì lại phải, tức là phải nộp tiền. Thì chúng tôi không có tiền.
Và thứ hai nữa là chúng tôi thấy là cũng là một người dân trong xã, thế người có dấu thì cấp được và người không có dấu lại không cấp thì phải tiền, trở thành chúng tôi là nếu như chúng tôi bây giờ nộp tiền là phải thành hai lần tiền. Ở xã Hàm Tử hiện có trên 100 thửa đất nằm trong tình trạng như của ông Chụt. Các hộ dân cho biết họ đều mua bằng tiền mặt với xã và được xã viết biên nhận thu tiền. Thế nhưng thời điểm đó, xã viết rất nhiều loại phiếu thu khác nhau, loại có dấu treo, loại không dấu, giấy viết tay thôn bán, giấy cho thuê thầu dài hạn, vân vân. Anh Nguyễn Văn Hiệp, cán bộ địa chính xã Hàm Tử cho biết, theo quy định hiện nay thì ngoài các thửa còn giữ được phiếu thu có đóng dấu của xã, những loại khác đều không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận, nếu muốn cấp đều phải nộp thêm tiền tùy theo từng dạng khác nhau. Để tạo điều kiện mà cấp được nhanh, đẩy nhanh cái tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với cái trường hợp đất bán trái thẩm quyền thì nên xem xét và miễn giảm cái phần tiền đó như thế nào đấy cho hợp lý, bởi vì tức là cùng một cái thời điểm bán và mua và cùng để xây dựng cái cơ sở hạ tầng lúc đó, nhưng mà người mà có dấu thì lại được cái quyền cấp giấy chứng nhận và người không có dấu thì cũng vẫn được cấp nhưng lại phải nộp mất một số tiền tương đối lớn, thì để mà cho nó đi đảm bảo cái quyền lợi công bằng thì các cơ quan chức năng nên xem xét và có cái chính sách cởi tháo gỡ cái chỗ này để cấp giấy chứng nhận cho bà con nó đạt tiến độ. Xã Hàm Tử có 211 thửa đất giao không đúng thẩm quyền với tổng diện tích khoảng trên 43.000 m2. Tất cả đều do xã bán giãn dân từ những năm 1993-1994. Đến thời điểm này mới cấp giấy chứng nhận được 12 thửa, trong khi đó hầu hết các thửa đều đã được các hộ xây dựng nhà ở và các công trình khác. Thực tế ở Hàm Tử cũng là tình trạng chung của nhiều địa phương trong tỉnh hiện nay. Thiết nghĩ để giải quyết dứt điểm được thực trạng này, ngoài những quy định của các cấp, cần đẩy mạnh tuyên truyền luật đất đai, các quy định của chính quyền, cơ chế tháo gỡ, giải quyết, đồng thời hướng dẫn giải thích đến tận các hộ đang sử dụng các thửa đất này. Tuy nhiên, cần có quy định phân loại cụ thể, không để tình trạng lẫn lộn giữa loại đất cấp trái thẩm quyền với những thửa xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Hiện nay trên địa bàn huyện Tiên Lữ vẫn còn tồn tại 10 điểm vi phạm công trình thủy lợi. Các vi phạm chủ yếu là xây lèo lán, chuồng trại, lấn chiếm lòng sông, bờ sông. Trong đó, xã Đức Thắng có 6 trường hợp vi phạm, xã Hải Triều có 3 trường hợp vi phạm, xã Thủy Lôi có 1 trường hợp. Các trường hợp vi phạm này chủ yếu trên các trục sông T1 Mai Xá và sông T2 Triều Dương được xây dựng vào thời điểm trước năm 2015. Các lỗi vi phạm chủ yếu là tự ý cơi nới, xây chuồng trại, lều lán, tường bao, lấn chiếm bờ sông, lòng sông gây ách tắc dòng chảy. Trước thời điểm mùa mưa bão đang đến gần, đề nghị các địa phương có biện pháp xử lý dứt điểm các vi phạm, bảo đảm tiêu thoát nước thuận lợi, phục vụ sản xuất vụ mùa. Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, đến nay thị xã Mỹ Hào đã hoàn thành việc gắn biển tên 24 tuyến đường, 3 tuyến phố và một số nhà trên các tuyến đường. Thực hiện nghị quyết số 206/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Đến nay, thị xã Mỹ Hào đã hoàn thành việc gắn biển tên 24 tuyến đường, 3 tuyến phố và số nhà trên các tuyến đường phố. Việc gắn biển tên các tuyến đường, tuyến phố được đặt theo tên của các danh nhân đất nước, những người con ưu tú của tỉnh Hưng Yên, của thị xã Mỹ Hào như đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Bình, Lê Quý Quỳnh, vân vân, giúp cho người dân thuận tiện trong liên lạc kinh doanh buôn bán. Bên cạnh đó, thị xã cũng tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực trồng hoa cây cảnh trên các tuyến đường chính và trong các khu dân cư, qua đó tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức khai thác bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh. Đoàn kiểm tra 21 bến khách ngang sông và phát hiện chấn chỉnh một số bến vi phạm. Qua kiểm tra 18 trên 21 bến khách ngang sông và bến phà, các bến cơ bản đảm bảo các điều kiện về an toàn trong vận chuyển khai thác bến, phương tiện, trang thiết bị neo đậu, phao cứu sinh, đường dẫn, nhà chờ, báo hiệu, niêm yết giá, đội quy bến theo quy định. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số thiếu sót của các bến khách ngang sông như bến Mai Động, bến Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào và bến Đò Từ, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ chưa xây dựng quy trình vận hành khai thác, còn thiếu và hết hạn nhiều hạng mục, chưa đảm bảo điều kiện an toàn giao thông. Bến khách ngang sông còn thiếu và hết hạn nhiều hạng mục, có 3 trên 19 bến chưa đủ điều kiện theo quy định. Tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản đề nghị chủ bến sớm hoàn thiện thủ tục,
Bên cạnh tăng cường công tác quản lý tuyên truyền, quan trọng hơn hết là cả chủ phương tiện cũng như người dân tham gia giao thông tại các bến đò luôn tự nâng cao ý thức sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, góp phần hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, vỉa hè biến thành quán bán hàng, chỗ để xe, công viên vườn hoa bị lợi dụng để kinh doanh trục lợi. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu trên địa bàn thành phố Hưng Yên nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Từ nhiều năm nay, quán cà phê 577 giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Phong Sắc đã chiếm dụng toàn bộ phần vỉa hè để kinh doanh. Khoảng 2 tháng nay, quán cà phê No One giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường Lê Thanh Nghị cũng ngang nhiên coi vỉa hè như đất nhà mình để bán hàng trục lợi, gây bức xúc trong nhân dân. Con cháu đi không có vỉa hè, toàn đi giữa đường. Tôi đã làm đơn lên phường Hiến Lam và thành phố và tỉnh rồi. Thế nhưng mà chỉ dẹp được 1-2 ngày thôi, lại vẫn đâu vào đấy. Không chỉ lòng lề đường bị lấn chiếm, khu vực vườn hoa cây xanh như vườn hoa giữa hai phố Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Đức Cảnh trên địa bàn phường An Tảo từ lâu đã bị những quán bia, nhà hàng ăn uống bủa vây bởi xe cộ đậu đỗ lộn xộn, bàn ghế răng hàng chặn lối đi. Không gian đi bộ, tập luyện thể thao, vui chơi giải trí của người dân bị xâm lấn bởi mùi bia rượu và tiếng hò rô của dân nhậu. Ủy ban Nhân dân các phường chính là đơn vị quản lý trực tiếp đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Song đơn vị quản lý này dường như chưa thực sự kiên quyết trong quá trình xử lý vi phạm. Thì việc đấy thì Ủy ban thành phố đã giao cho các phường. Tại địa phương nào đấy, địa bàn phường đó thì địa phạm thì phải có chịu trách nhiệm. Và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường phải chịu trách nhiệm với Chủ tịch Ủy ban thành phố trong quá trình quản lý về cái trật tự đô thị tại địa bàn. Các phường lấy lý do là không đủ thẩm quyền xử lý, thành phố lại giải thích là đã giao cho phường. Cứ thế một vòng luẩn quẩn đã diễn ra năm này qua năm khác, còn người dân thì vẫn không được sử dụng những diện tích đáng ra là của mình. Công tác quản lý trật tự đô thị rơi vào tình trạng đánh trống bỏ rùi, đâu lại vào đấy. Ngày 7 tháng 6, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử hai vụ án hình sự đối với các bị cáo Đỗ Đức Trung cư trú tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi và bị cáo Bì Văn Đức cư trú tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. Đối với vụ án Đỗ Đức Trung, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ngày 16 tháng 12 năm 2018 tại thôn Hạ Lễ, huyện Ân Thi, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy phát hiện bắt quả tang Trung đang tàng trữ trái phép 23,812 gam ma túy. Đối với vụ án Bì Văn Đức, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 19 tháng 12 năm 2018 tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang Đức có hành vi mua bán trái phép chất ma túy có khối lượng 1,736 gam ma túy. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Đỗ Đức Trung 8 năm tù và bị cáo Bì Văn Đức 3 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 7 tháng 6, tại nút giao đầu cầu Hưng Hà, quốc lộ 39A, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông do va chạm giữa xe container và người điều khiển xe đạp điện. Hậu quả khiến một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Khoảng 18 giờ 30 phút tại nút giao đường dẫn cầu Hưng Hà, quốc lộ 39A, địa phận xã Phương Triểu, xe container biển kiểm soát 15C-13215 kéo móc, biển kiểm soát 15R-06678 lưu thông từ hướng tỉnh Hà Nam đi Hưng Yên. Do không làm chủ được tốc độ, xe ô tô đầu kéo này đã va vào xe đạp điện do một phụ nữ trú tại thôn Phương Thượng, xã Phương Triểu, thành phố Hưng Yên điều khiển. Hậu quả, người điều khiển xe đạp điện bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Được biết tại nút giao này đã trở thành điểm đen về tai nạn giao thông. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 vừa qua đã xảy ra 3 vụ va chạm giao thông khiến 2 người bị thương nặng. 6 phương tiện gồm 3 xe ô tô, 2 xe máy và 1 xe đạp điện bị hư hỏng, ước tính thiệt hại trên 50 triệu đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.